Ta là chúa tể những vùng biển, cướp biển này, không ai đánh bại được ta. Ta yêu tinh chó chưa có đầu thai. Chúa chú mưu sổ, chúa mưu tù mưu tù tù. Ta chỉ là hiệp sĩ ở Nhật Bản, tới Việt Nam để tranh đấu. Ta là đạo sĩ Thúi, chuyên đi chiều yêu Việt Ma. Ta đang trên đường hành đạo, hôm nay phải tiêu diệt tội cướp biển, tội yêu tinh và thằng Nhật Bản đê tiện. Mày là hải tặc dâm tặc, hãy đợi đó. Đồ ông là gì? Tao là đạo sĩ, tao sẽ giết yêu tinh trước. Thì tôi không giết này trước. Gì vậy? Hả? Gì vậy? Tụi bay tưởng tao khui sao? Tao là võ sĩ đạo của Nhật Bản mà, tinh thần của Nhật Bản. Hãy xem yêu tinh đây. Hãy xem đạo sĩ thú ta ra tay đây. Hãy xem đầu rồng của tao đây. Thuốc nhầm chỗ rồi. Buồn quá vậy, tỉnh ra đi. Tới anh, tới thằng hải tàu dâm tặc. Hãy xem hải tặc ở đây. Cái gì vậy? Vũ khí của mày đây sao? Mấy vũ khí này làm gì hả? Tốt nữa là chơi hết bài luôn đó. Nữa vậy sao? Mày hãy thể hiện đi. Đừng tao học quẹt. Không cần thiết. Tụi này lại hại quá, ta chơi không lại rồi, ta chạy thôi. Chạy hả? Mình phải làm sao anh? Tụi mình phải nghĩ cách chế tạo một siêu vũ khí lớn thôi. Đúng rồi đó. Ok, tất cả hai bọn chơi vô. Sao tôi thấy thêm phiếu? Dấu hả? Ok anh em, tụi tôi đã chuẩn bị tất cả đồ này rồi. Bây giờ sẽ chế tạo cây kiếm khổng lồ thôi. Bây giờ sẽ chia công việc ra. Chúng ta sẽ có hai đội, em theo ai? Theo tôi. Vậy tốt, sẽ theo tôi. Wow, cây kiếm này sao màu nó tối quá vậy ta? Anh Đức, cây kiếm này nhìn nó tối quá thì chắc em phải cắt giấy lót vô cho nó sáng thôi nè em ơi. Ừ, mày cắt đi. Đưa tao xuống tờ giấy. Nè, giấy hả? Cắt, là nghề của tao. Thấy chưa, tao nói tao cắt được mà. Tao cắt là ok hết, từ đầu đến cuối tao cắt được hết mà. Chết tôi mà. Sao mày cạo
cầm nãy giờ mà. Cứu mẹ. Cái gì cứu vậy? Phải cứu vậy này anh. Có anh tội áo anh quá. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ lấy cái này làm cái kiếm. Sau đó tôi kết hợp cái này vô là sẽ có cái cán cái cầm. Đó, thấy chưa? Đúng rồi. Thời tiết giờ nóng quá, mở cái quạt đi. Ờ ha. Tại sao bốn thằng mua lại cái quạt không chịu bật? Thôi để bật cho. Ây da, mát quá. Ủa? Gì nào hết vậy? Trời ơi. Chẳng lẽ tụi đều thú vậy sao? Sáng mới mắm tôm à. Để ta làm được cây kiếm. Cây kiếm này mình đồng da sắt. Đục cái đầu là gãy cái đó. Sao mày đi cắt cái kiếm của tao? Cái kéo của tao là mình đồng da sắt đây. Cái gì nó cắt hồi không đẹp. Hả, cứng quá vậy? Má đồ của tao. Quậy quá à. Bây giờ phải ra kiếm này thôi. Mệt ghê luôn. Ê anh Đức, em đói quá à. Cho em xuống nấu mì ăn nha. Tí lẹ đi. Mới làm chút xíu mà đã đói bụng rồi. Thằng này rảnh quá ha. Làm chút xíu mà đã ăn mì rồi. Thôi là sáng giờ tôi vừa nãy chuối, giờ tôi ăn. Quá đẹp của mì. Thằng này có kinh nghiệm quá ta. Đó, vậy là tôi đã làm xong cái đầu của cây kiếm rồi nha. Mày làm cái gì mà ăn hoài vậy? Ăn có tí xíu à, không cho thì thôi, làm cái gì. Mì ngon quá. Cái đầu. Em lỡ anh Đức. Ê dạ, em lỡ nấu mì à, phải ăn luôn đây à. Mày bưng mì sao? Để tụi mì rớt đầu nước vậy. Tại chú này nè. Bà mẹ nó, em mới biết nào đập chết mẹ nó luôn. Biết thằng nào đập chết cha nó cho tao. Tao hên quá. Phải tao làm. Đi quay. Hồi sáng mày mua nãy chuối ở đâu vậy? Cho tao xin trái nha. Chuối này ngon á, mày mua ngon. Tao xin trái. Hả? Hại tao hả mày? Anh Đức, sáng giờ team tụi em làm mệt quá. Bây giờ đói bụng, tới lượt tụi em phải đi ăn thôi. Đúng không bạn? Đúng, tới lượt tụi mình phải nghỉ ngơi thôi. Hai người làm tiếp đi nha. Ủa gì kìa vậy? Mày mới đi ăn xong, giờ tao hai nó ăn. Thôi kệ, làm đi, làm đi. Mẹ lẽ cái này của lão thái gia mới nấu. Ôi ôi lẹ đi. Trời ơi tôm quá, đừng có la to nha, lão thái gia biết cực đúng. Lấy nhà bút nè. Thôi ăn lại đi. Thằng thằng ngủ miếng. Ngon quá bạn. Ngon quá, tuyệt vời. Ê, từng nghĩ về cách này. Sao sao? Lên chơi ông Đức đi. Kêu rõ thời gian chúng. Anh Đức. Ở dưới lão thái gia có nấu đồ ăn ngon lắm. Thì không thế, ăn lẹ đi, không là hết luôn á. Ngon lắm. Ngon là phải ăn liền. Để phụ nè. Sao tự nhiên ăn này nó tốt quá vậy ta? Nhưng mà em quên nói anh, em với Quang ăn hết rồi. Ê khoan đã. Bây giờ tới lượt tôi, đói bụng. Tôi phải đi ăn thôi. Chị em đi với. Đi, đói bụng quá. Thôi, tôi hồi nãy, hai thằng đó ăn vụng, ăn hết đồ của lão thái gia. Dụ anh em mình xuống. Tôi phải lên mình. Bây giờ mình phải nghĩ cách cho lại thời. Thôi. Em có cách anh Đức. Cách gì? Đây, sáng mới chôm được cái chị Vy á. Phấn trang điểm. Trời ơi, chị Vy xài mình phớt chữ gì sao? Mà xài nửa ký quá. Quang. Sao nãy giờ làm sao rồi? Đó, em gắn xong rồi. Đâu, để anh coi thử. Coi có thẳng không? Anh coi thử coi được không? Anh kỳ quá. Anh chơi em như vậy mà được á hả? Kiếm thôi mà. Để tôi giấy lên chùa nha. Đây. Còn không? Còn sao không?
Đây, đây nè. Quá trời ơi đất, còn không? Còn, giấy. Từ từ, nè. Chạy tên nữa. Lao đi. Còn hán nữa. Tụi cho nó kỹ á. Rồi xong rồi á, thơm. Oh shit. Cố gắng đi. Từ từ để tìm mấy con. Chùi hết đi nha. Rồi ăn luôn đi. Cái kiếm này thật là lợi hại. Anh em thấy không? Đứng ơi. Mũi của anh đứng ơi. Ấy. Mũi. Sao mày tặng tao? Con mũi. Con mũi kìa. Không, đây nè. Đâu? Đó. À, tặng không? Thấy rồi. Mũi đâu mũi? Bà mẹ nó mũi. Mũi nè. Mũi đâu mà mũi? Có mũi đâu? Có mà. Mũi kìa. Trời, mũi cho bà đâu? Trời, con mũi to quá. Ây da, mũi. Chắc rồi. Chắc chưa? Chắc rồi. Cái gì nữa? Tự nhiên đã bụng quá. À, để đi toilet cái. À, lẹ nha mày. Lẹ lên đi. Làm có chút xíu, ăn có chút xíu. Cứ bị đau bụng hoài. Thằng này giống như nó chốt việc làm hay sao á. Ờ, nghi quá. Lười gì đâu. Đứng lại. Ai vậy? Cái vị sinh gì? Mà trong tùm lum vậy? Tại giờ lạnh quá. Trong nhà vệ sinh lạnh lắm. Em đắp mền cho ấm. À, ấm rồi. Sao thế mày? Làm xong ekip là mình phải trà cho nó láng. Đó, lấy tay trà vô. Anh em lấy tay trà cho láng đi. Khoan khoan mọi người, chờ chứ. Lại chuyện gì nữa? À, đau bụng quá. Sáng giờ ăn gì? Trời tao quá. Nữa? Sao hoài vậy? Ờ. Mày nói tới em, bây giờ tới nó. Không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tào Tháo dí ghê quá. Mẹ là nó lừa. Thôi làm đi. Đứng lại. Mày đi đâu đây? Đi vệ sinh. Đi vệ sinh. Mà làm gì đây? Ở trong đó mũi cắn nhiều quá, chùm mùng cho đỡ bị cắn. What the f***? Đỡ bị cắn à. Cái kiếm này trà nãy giờ chưa xong nữa. Thôi, tới lượt tôi muốn đi vệ sinh nữa rồi. Tôi đi thôi. Ê, gì nữa ba? Để phòng chống anh giống như thằng này, em phải đi theo. Tại em không xuyên vào đâu, em sợ mấy anh em lừa. Ừ, đúng rồi, để anh nữ đi theo đi. Lỡ anh trốn thì có định nó bắt lại. Ừ, đúng rồi đó, đi đi. Đi đây. Đi vệ sinh muốn đi hai thằng nữa, sao đi? Mệt gì đâu. Em cầm cho anh về. Bởi cái gì cục? Nói chứ, anh cũng muốn trốn. Thôi em trốn chung với anh luôn đi. Em gì mà em đi? Thôi mà, trốn đi mà. Em cũng muốn trốn. Nếu như mà mình đi lại đường cũ thì tụi nó sẽ phát hiện được. Hay là bây giờ mình phải nghĩ ra cách gì đi? Nếu để không tụi nó bắt gặp ngay đường cũ thì chỉ có cách hai tụi nó biến mất. Ờ ha. Vậy thì mình nhốt nó vô nhà vệ sinh đi. What? Ok. Là mình vô. Làm gì vậy? Đang dụ mông. Trong đầu tiên bị hư rồi. Hai em vô coi giùm anh cái coi. Bỏ đi. Đi lẹ đi. Đi lẹ đi. Cái gì mà hư? Mới vô chưa kịp làm gì chân. Cầu tiên bị hư rồi. Bệt chứ. Nè. Trong đó đó. Bị hư rồi đó. Vô coi đi. Vô cái gì ta? Đâu. Rồi. Đi Đức. Khoan hả? Anh lên trước đi. Em pha nước ở dưới. Chờ anh uống. Hai đèn uống thôi. Chứ lẹ nghe anh đợi. Đi ra đây anh em. Tôi biết nghe ông Đức. Sẽ là gian gì mà. Bởi vì tôi biết nghe ông Đức. Hả? Ba anh em làm cái gì quốc ổng không chọn đi. Ừ, giống như chú em đi. Đi học, đi. Chết ổng ta. Ổng kìa. Ừ. Vô. Dám giữ mặt với hiệp sĩ mù hả? Còn sống không? Chết rồi. Đi học đi. Trả lời. Còn sống không? Đang ngủ. Ngủ. Chết sao cười. Cố gắng nhìn. Cuối cùng tao là người chiến thắng. Ok anh em, cây kiếp khủng lồ. Anh em tụi tôi đã chế tạo được rồi. Đã.
Ủa, kiếm gì cho kỳ vậy? Cái kén ở đâu? Ờ ha. Hồi nãy tôi quên nhắc rồi. Mà thôi cài đi. Bây giờ tôi sẽ thử sức mạnh cho anh em coi. Thử thế nào? Ôi, quá vậy? Nó không nổ luôn. Cái kiếm thật là sức mạnh lợi hại. Nhưng mà mạnh lắm. Anh em thấy muốn team làm cái gì hãy comment bên dưới. Anh em nhớ là trang fanpage ủng hộ cho tôi. Chúc mừng lắm ở cái cuối.